tà áo em bay 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 trong nắng nhẹ nhàng. Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, tung bay tà áo tung bay, xôn xao một chiều nắng đỏ. Hình như bữa nay có chuyện gì vui đúng không? Thấy mặt em tươi như hoa và cười nói suốt ngày à. Có gì vui á, kể chị nghe chút coi. Chị đang chán muốn chết đây nè. Nè, có chuyện gì mà không vui vậy? Kể em nghe coi. Theo em á, một người phụ nữ như chị á, ngoài 30 tuổi á, mà chưa có người yêu, ngoại hình á thì cũng tầm tầm, năng lực á thì cũng chẳng bao nhiêu, thì em nghĩ coi có gì mà vui nổi chứ. Phải chi á, được một phần như em á thì đỡ biết bao nhiêu. Chị á, chị cứ nói vậy hoài à. Em nói chị nghe nha, trong công ty này á hả, thiếu gì người để mắt tới chị. Bây giờ hả, chỉ cần chị quên ông trưởng phòng đi, em bảo đảm với chị mọi chuyện sẽ tốt ngay. Chuyện gì đáng quên thì quên đi chị. Em nói gì vậy? Đúng là hồi xưa á, chị có thích anh ta thật. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại chị thấy hối hận. Tự nhiên yêu một người không giống ai hết. Em thấy coi bộ còn hối hận là còn yêu đó nha. Không hề. Tùy em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng sự thật á, chị đã ân đoạn nghĩa tuyệt với anh ta lâu rồi. À mà thôi, nói chuyện của em đi. Chuyện của em hả? Chuyện của em là chuyện gì? Đồng nghiệp với nhau mà giả vờ làm gì? Mấy hôm trước á, chị thấy em đi cùng xe với bà chủ tịch mà. Hai người còn cười nói vui vẻ nữa. Sao chị biết em với chủ tịch đi cùng xe vậy? Bộ hôm bữa chị nhìn thấy hả? Trời, hai người đứng trước công ty nói chuyện như vậy, chị á, có cận mấy chục độ á, chị cũng nhìn thấy. Em thật ra em với chủ tịch không có quan hệ gì hết đó chị ơi. Thì sếp hỏi thăm nhân viên thôi mà. Chị nghĩ em nói chuyện gì dễ nghe hơn chút. Chị làm ở đây hơn 7 năm rồi, chưa thấy bà chủ tịch nói chuyện với một nhân viên nào hết, dù chỉ chớp mắt một lần. Chứ đừng nói cười nói vui vẻ như em. Thì chỉ có một chút xíu thôi ha. Thôi em lên phòng trưng bày sản phẩm, có chút xíu chuyện nha. Em đi nha. Làm giống như có gì bí mật lắm. Sớm muộn gì á tôi cũng biết thôi. Chắc là công khai quan hệ với ông Việt rồi chứ gì. Bà chủ tịch thương ông Việt như vậy á, thì mối quan hệ giữa dì chồng cháu dâu chắc tốt đẹp lắm đây. Cái loa phóng thanh đó mà biết chuyện thì chẳng mấy chốc tin đồn sẽ lan khắp công ty cho coi. Lần này có thể biến không có gì thành có gì một cách dễ dàng rồi. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Càng ngày mình càng cảm thấy khâm phục mình rồi đây. Dạ chào chủ tịch ạ. Dạ cháu xin phép ạ. Cháu là một nhân viên mới vào làm trong tập đoàn chưa được bao lâu. Cháu muốn được người khác nhìn nhận bằng chính năng lực của mình, chứ không phải nhờ vào mối quan hệ thân thiết với chủ tịch tập đoàn. Xin chủ tịch giúp cháu điều đó ạ. Cháu cảm ơn chủ tịch nhiều ạ. Gì ạ? Vì sao vậy? Không có gì. Gần đây dì gặp được một người tâm đầu ý hợp nên cảm thấy rất vui. Dạ con chào hai chú. Chị ơi, chú cho con gửi sản phẩm mới của công ty con. Đó rồi, tới liền. Dạ. sản phẩm sữa dây mới đó dạ, của hai bác là chị ơi cho em hỏi. Trời ơi hỏi gì hỏi đại vậy cưng. Dạ cho mượn Ngọc Quỳnh chị ơi. Từ từ. Dạ anh ơi cho em gửi sản phẩm mới của công ty em. Dạ dạ tính tiền mấy anh hả? Của mấy anh là 4 chai nước là 40, với cái thuốc 15.000 là 50.000. 50.000. Chị ơi lộn rồi, 55.000 lận. Đúng rồi. Cảm ơn em nha. Dạ. Chị đói quá. Dạ. Anh ơi, sữa tắm này tốt lắm. Vì nhu cầu mở rộng thị trường, công ty quyết định mở thêm một chi nhánh tại Đà Nẵng. Tất nhiên văn phòng chi nhánh thì cần phải có người đại diện. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định giao việc này cho Ngọc Quỳnh là thích hợp nhất, vì cô có kinh nghiệm trong việc khai thác tiềm năng ở thị trường mới. Đây là việc thuyên chuyển công tác, nên chúng tôi cũng phải cần biết thêm ý kiến của cô. Dạ, về việc này thì... Tôi không cần cô phải trả lời ngay bây giờ. Cô cứ về nhà suy nghĩ cho thật kỹ. Đầu tuần sau cô trả lời tôi cũng được mà. Đối với môi trường làm việc của công ty chúng ta, đây là một cơ hội tốt. Tôi mong cô sẽ nhận lời. Trời ơi, chị điên rồi. Ngày thì đi tiếp thị, giờ về ngồi đánh kịch bản. Thời gian đâu nữa mà làm. Chị làm được mà. Chị tính hết rồi. Thay vì 8 giờ rưỡi sáng chị đi tiếp thị, thì chị đi từ 7 giờ thôi. Rồi chị làm tới 4 giờ chiều là xong. Ra quán cà phê làm tới tối, rồi về nhà cơm nước, tắm rửa, rồi chị đánh máy mấy kịch bản nè. Đến 2 giờ sáng, vậy là vẫn ngủ được hơn 4 tiếng lận đó. Em biết không, chị ấy nói á, nếu như chị làm từ 4 giờ tới 10 giờ, mỗi tháng chị sẽ trả cho chị được 600.000 lận đó. Nếu siêng á, thì sẽ thưởng thêm 100 nữa. Tính ra nếu chị làm cả 3 việc á, thì một tháng chị kiếm được 3 triệu chứ bộ. Thì sao? Chị có thể làm được bao lâu? Con người chứ có phải là cái máy đâu. Em đừng có lo, chị không có sao đâu. Em nhìn nè, chị khỏe lắm, chị làm được hết á. Ai nói là em lo lắng cho chị. Em đã nhận lời với hai bác là sẽ chăm sóc cho chị thật tốt. Coi bộ chị không cần tới em nữa rồi. Không lẽ chị phải rời ba mẹ, rời quê hương lên đây để làm những việc tổng hợp như vậy hả? Đây là ước mơ của chị đó hả? Ước mơ là cái gì hả em? Chị cứ chạy theo ước mơ mà không chịu giúp đỡ gì cho gia đình sao? Ba chị đã già rồi, lại còn bệnh gây cột sống kinh niên nữa, và huyết áp không ổn nữa, mà vẫn phải thức đêm để may đồ cho người ta. Còn em của chị, nó sẽ không được vào đại học nếu như không có tiền. Còn chị cứ ngồi đó chờ ước mơ thành sự thật hả em? Em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Gần đây tình trạng của em không được tốt nên hai nợ khung bất tử. Lẽ ra em không nên nói những lời như vậy với chị. Những điều em nói đều đúng hết. Chị biết em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Dù bây giờ chưa được, nhưng tới một ngày nào đó điều kiện tốt hơn, chị hứa sẽ sống cho riêng mình, sẽ vì bản thân, và chỉ làm những gì mình thích thôi. Chị hứa với em đó Ngọc Quỳnh. Bữa nay bà chủ không có lên tập đoàn sao? Có chứ. Nhưng mà tôi muốn tự tay nấu súp cho Hoàng Anh ăn đã rồi mới đi. Vậy bây giờ bà chủ tự bưng lên hay tôi bưng lên? cứ để tôi. Dạ. Vú nè. Dạ. Bây giờ tôi bưng lên, nhưng mà Vú đi chung với tôi nha. À dạ. Hoàng Anh, súp còn nóng nè, con ăn đi. Bây giờ con không đói. Với lại mấy ngày vừa rồi con ở bệnh viện, con toàn ăn cháo với súp không, ngán quá. Bữa nay con muốn ăn cơm. Bà đưa cho tôi. Nè Hoàng Anh. Dạ. Con ráng ăn vài muỗng đi. Mẹ con có công nấu từ sáng tới giờ đó, tốt cho sức khỏe lắm. Ăn đi. Thôi, để mẹ xuống lấy cơm cho con. À, con ăn cơm với thịt nha. Đang mệt trong người, ăn với thịt dễ ăn hơn ăn cá nha. Nhà mình còn thịt không Vú? Dạ con. Dạ, thôi khỏi đi mẹ, con ăn súp được rồi. Sao cho con làm đủ ăn là được. Đâu cần con phải gửi tiền về nhà cho ba mẹ. Ba mẹ còn sức, còn làm được việc. Chừng nào ba mẹ già yếu, không làm được việc nữa thì sẽ nhờ tới tụi con. Lâu lâu con mới gửi được một chút về biếu ba mẹ mà. Ba mẹ cứ nhận cho con vui. Con không làm được gì để phụ giúp ba mẹ hết. Con thấy con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Con đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ba mẹ sinh ra và nuôi dạy các con. Các con cứ sống tốt, trở thành người có ích. Con làm được điều đó là đã có hiếu với ba mẹ rồi. Còn những chuyện khác phải phụ thuộc vào dân số để cho con. Dạ. Thôi, nói gọn lại là ba mẹ vẫn ổn. Sức khỏe của ba cũng khá hơn nhiều rồi. Em con thì vẫn học tốt. Còn ở trên đó ráng vào công việc. Cũng như nhìn sức khỏe nha. Ủa chị, bây giờ đâu phải thời tiết đêm đông giá lạnh gì, đang là giữa trưa nắng gắt mà. Bối cảnh lại không trữ tình chút nào hết. Sao chị khóc được vậy? Chị đâu có đâu. Bộ chị mới gây lộn với người yêu hả? Mới gọi điện gây gổ hay sao mà chị khóc vậy? Bởi vậy á hả, tao mới nói á, mày không có hiểu chị Hiền Mai gì hết trơn á. Tao có kinh nghiệm nè. Tao biết rõ nhất á tại sao chị khóc. Nguyên nhân á là chị ấy mới bị một thế lực mạnh hơn uy hiếp bắt nạt chị, đúng không chị? Trật lất à. Thôi lo ăn đi, đừng có mò cua bắt ốc nữa. Ủa chị đi đâu vậy? Chị làm cả giờ nghỉ trưa luôn. 4 giờ chiều chị còn đi làm chỗ khác nữa. Thôi chị phải đi làm, chị đi trước đó. Nếu mà tao xinh đẹp như chị Hiền Mai á thì tao chẳng đi làm gì hết. Chỉ cần tìm người cung phụng cho mình là được rồi. Sao kỳ vậy ta? Sao lại không có tên cô ấy chứ? Rõ ràng đó là mẫu thiết kế ấn tượng nhất mà. Hanh à. Dạ. Cậu lấy hết tất cả các mẫu thiết kế mà lúc trước phòng chúng ta chọn ra để trình lên cho bà chủ tịch đó, đem hết xuống đây cho tôi. Dạ. Đây, tất cả nằm ở đây hết nè anh. Sao kỳ vậy? Rõ ràng phòng chúng ta trình lên cho bà chủ tịch 20 mẫu. Tại sao bây giờ chỉ có 17 mẫu? Còn 3 mẫu nữa đâu? Hả? Những mẫu mà anh đang coi, đó là những mẫu mà chủ tịch đã duyệt. Còn 3 mẫu anh đang tìm, đó là những mẫu bị loại. Nếu anh muốn tìm nó, trên phòng chủ tịch, mời anh. Mà anh kiếm 3 mẫu đó, có chuyện gì không? Có một mẫu thiết kế tôi đánh giá rất cao. Theo kinh nghiệm mà tôi thấy thì cái mẫu đó đúng gu của bà chủ tịch. Mà tại sao lại không có trong sắp hồ sơ đó? Thiệt là lạ. Tôi chỉ sợ là có sai sót gì đó thôi. Nếu tôi không lầm thì chắc anh đang nhắc tới mẫu thiết kế của Đỗ Thị Hiền Mai, đúng không? Đúng rồi. Anh cũng biết tên cô ấy à? Mẫu của cô ấy thật sự rất khá. Khá là do anh nói. Còn chủ tịch thì nó rất là tệ. Chủ tịch là người chê nhiều nhất mẫu thiết kế đó. Anh có biết mẫu thiết kế đó chủ tịch nói sao không? Đó là một mẫu thiết kế được chấp giá một cách khéo léo. Chấp giá những chi tiết vốn rất hỗn loạn, tưởng chừng như không có gì liên quan tới nhau. Thiệt vậy sao? Vậy mà tôi lại không nhận ra chứ. Anh không nhận ra được, nhưng mà chủ tịch đã loại nó ngay sau khi xem xong, không cần suy nghĩ gì hết. Trong cuộc thi lần này, chúng ta muốn tìm kiếm một người có ý tưởng thiết kế tốt, chứ không phải kiếm một người chỉ biết gia công thôi. Anh hiểu chưa? Thôi được rồi, mọi người cứ làm việc đi. Anh đưa cho tôi bộ hồ sơ tôi cần. Lạ thiệt. Cả phòng thiết kế coi rất kỹ, đánh giá mẫu này rất cao mà. Mạnh à? Dạ. Cậu tìm cách lấy cho tôi 3 cái mẫu đó, đem đến đây cho tôi xem lại. Dù sao thì ý kiến của chủ tịch vẫn quan trọng hơn mà anh. Chủ tịch nói đó là ăn cắp ý tưởng, thì chắc chắn là như vậy rồi. Anh xem lại làm cái gì? Tôi biết rồi. Nhưng điều tôi đang lo là dấu hiệu đi xuống của phòng thiết kế. Ngay cả cái mẫu thiết kế chấp giá ý tưởng mà tôi cũng không nhận ra sao. Chắc là chủ tịch sắp giải tán cái phòng thiết kế này rồi. Ủa em mua làm chi mà nhiều dữ vậy? Mấy thứ không cần dùng ngay á, mai mốt mua cũng được mà. Bữa nay chị Hiền Mai bận rồi, cho nên là không có thời gian mua đồ đâu anh. Thì anh chở em đi mua. Trước giờ vẫn vậy mà. Mua nhiều quá lát nữa sao trở về hết em. Nếu nói cho anh ấy biết thì mình còn đi được nữa không? Không được. Không thể nói ra. Em sao vậy? Mai mốt em cũng bận rồi. Bữa nay mua luôn một thể. Nhưng mà em chỉ mua bao nhiêu đây thôi à? Bây giờ mình qua bên bển mua đồ ăn chiều nữa là xong. Anh muốn ăn gì? Canh kim chi đậu hũ non nha. Uống nước đi em. Dạ. Cảm ơn anh. Hồi nãy em lo quá à. Cũng may là anh biết cách nói đó. Không thôi thì chắc trưởng phòng làm lớn chuyện rồi. Em đừng có lo lắng quá. Mấy chuyện này anh có kinh nghiệm xử lý mà. Anh Hiện giờ trưởng phòng vẫn còn thắc mắc, bản vẽ xuất sắc như vậy sao lại không có giải chứ? Anh, em sợ là có khi nào trưởng phòng đem chuyện này nói với chủ tịch không? Anh nghĩ anh ta không dám làm như vậy đâu. Dù có băn khoăn một chút, vì đã để lọt mẫu, bị chủ tịch cho là đánh cắp ý tưởng. Đó cũng là một đả kích đối với anh ta rồi. Anh chắc chắn một điều là bây giờ trong lòng anh ta đang rất là lo lắng, nên sẽ không có chuyện hỏi lui hỏi tới về cái bản vẽ mẫu thiết kế đó đâu. Vậy là được rồi. Em mong là chuyện này kết thúc ở đây á. Nhưng mà chuyện này đâu có gì lớn lao đâu mà em có vẻ lo lắng vậy. Không phải là em lo cho mình đâu. Em cũng chỉ là người bị hại thôi mà. Cùng lắm nếu cô ta mà đoạt giải thì em chỉ ấm ức chút xíu thôi. Nhưng em sợ Em sợ chuyện này sẽ liên lụy đến anh đó. Nếu mà chủ tịch biết được chuyện này, anh sẽ gặp rắc rối. Em sợ lắm anh Việt. Em đang lo cho anh sao? Bây giờ nghĩ lại, em thấy hối hận lắm. Chỉ vì sự ích kỷ của em mà lại đẩy anh vô tình huống này. Sao mà em lại làm chuyện như vậy được chứ? Anh xin lỗi, nhưng anh đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cuối cùng em đã nói ra sự quan tâm đối với anh. Như vậy là hy vọng của anh không có hảo quyền đúng không? Lúc trước cậu nói với tôi còn hy vọng nó tới đó khám sức khỏe thông thường. Con nhỏ này đúng là nó muốn tìm cái chết mà. Cậu có hỏi thêm gì thông tin nữa không? Cô y tá đó chỉ nói là cái thai được hơn 2 tháng, nhưng hơi yếu. Bác sĩ dặn là phải giữ gìn sức khỏe. Muốn dùng chiêu này để cột chân thằng Tiến Đạt, uy hiếp tôi đi mà. Nó nghĩ quá đơn giản rồi. Tụi nó gặp nhau thường xuyên phải không? Từ hôm tôi gặp cô ta ở bệnh viện, hình như là hai người không gặp nhau trong vòng 3 ngày, nhưng mấy ngày nay lại gặp nhau thường xuyên. Còn bây giờ thì đang nấu ăn ở nhà cô ta. Cậu thấy thái độ của tụi nó ra sao? Rất vui vẻ, không có gì cãi vã hết. À, còn cái con nhỏ ở chung với nó thì sao rồi? À, cô gái đó hả? Cô gái đó thì bận rộn suốt ngày. Từ sáng tới 4 giờ chiều thì bận đi làm tiếp thị. Buổi tối thì đi phụ bán ở quán cà phê bờ sông. Tối về nhà, cô ta còn làm việc tới 2 giờ sáng trên máy vi tính. Hình như là cô ta đang rất cần tiền. Cần tiền à? Người cần tiền dễ làm những chuyện sai lầm lắm. Được rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi tụi nó cho tôi. Nếu có gì lạ báo liền cho tôi biết. Dạ tôi biết, tôi xin phép. Mày dám dùng chiêu này với mẹ con tao hả? Thì kể như mày tới số rồi. Bắp này Mai ơi. Chị, để em tranh thủ đem mấy cái ly này vô rửa, để không thôi tối khách đông lắm mình rửa không có kịp đâu. Thôi được rồi, chút rửa, ăn trước đã. Nè, ăn đi em. Dạ, cảm ơn chị. Tính ra chị bán cà phê cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà trước đó chị bán cà phê bên Thanh Đa gần chục năm nữa. Vậy mà chị không có khéo léo sắp xếp được nha em. Chị lại cười em nữa rồi. Em cũng chỉ thấy việc làm được thì mình làm thôi, chứ có khéo léo gì đâu chị. Thì chính vì vậy đó, chính vì em thấy gì cần làm nên làm. Em mời chị. Dạ. Gọn gàng ngăn nắp, việc gì ra việc đó. có mình chỉ bán à. Buổi trưa thì rảnh, còn tối thì loạn cào cào lên. Dạ. Lúc cần ly nhiều thì lại có một đống ly chưa rửa. Khách vô đông hết cà phê không kịp pha. Nhưng khi em tới làm thì khác. Chị để ý chứ bộ. Khi nào rảnh rỗi thì em đem mấy cái tách ra rửa, quét dọn rồi chăm cà phê. Lúc khách vô đông thì chỉ việc bán rồi tính tiền thôi. Như vậy lúc rảnh cũng không ngồi chơi không, còn lúc bận thì cũng không quá bận. Chị nói đúng không? Chị tinh ý quá à. Em chịu thua chị rồi đó. Chị hỏi điều này em nghe xong rồi bỏ, đừng có giận chị tội nghiệp nha. Thiệt ra mỗi khi có người nào mới tới làm thì chị phải dè chừng đã, để coi tính tình có thiệt thà hay không. Nhưng mà chị để ý em mấy bữa nay, bây giờ giao sắp tiền này cho em, chị cũng tin tưởng hoàn toàn. Chị cầm đi, em không dám cầm tiền đâu. Em cứ cầm đi rồi số tiền cho khách. Chị chạy về nhà có chút chuyện, rồi khoảng 7 giờ kém chị chạy ra. Em cứ yên tâm đi, chị đã đếm kỹ rồi, không bớt xén cũng không có được đâu. Dạ, có liền chờ chút. Thôi khỏi, ngồi đi, để chị. Hiền Mai, em đem cơm đến cho chị nè. Cảm ơn hai người nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Em coi giùm chị cái áo đầm này coi làm sao. Trời ơi, cô khéo chọn ghê á. Đây là mẫu hàng mới của cửa hàng con luôn á cô. Ở Thái Lan bây giờ người ta chuộng lắm á cô. Cô cũng thấy á, cái áo đầm này đẹp nhất ở đây. Quyến rũ nhưng cũng rất nhã nhặn, đúng không? Dạ đúng. Mẹ ngắm con gái của mẹ nè. Đẹp không mẹ? Hả? Mẹ nè. Trời ơi, chị mặc bộ này đẹp quá à. Giống như là máy sẵn của chị luôn á. Thấy không? Được không mẹ? Vậy nha, mẹ thấy sao? Cái áo đầm này cũng đẹp lắm, nhưng mà mẹ nghĩ là không xài được cho việc của ngày mai đâu. Sao kỳ vậy mẹ? Nè, con vừa thử cái áo đầm này đi. Sao vậy mẹ? Con thấy bộ này làm sao mà đẹp bằng bộ con đang mặc được. Không có nổi bật gì hết á. Con hả? Con ghét nhất là mấy cái màu bông bông gì nè. Cái áo đầm này á, có thể là không đẹp, không siêu xa bằng cái con đang mặc, nhưng mà mẹ nghĩ á, là rất phù hợp. Con thử nghĩ đi, bữa cơm ngày mai á, có một ý nghĩa giống như là một buổi gặp gỡ thân mật của những người trong gia đình. Con mặc cái áo đầm này á, mẹ e là quá cầu kỳ kiểu cách, có thể sẽ đem lại một tác dụng ngược, khiến những người ở trong nhà có cảm giác là sẽ xa cách với con hơn. Đây nè, cái áo đầm này nè, rất là đơn giản nhưng mà cũng đẹp vậy. Nó vừa ấn tượng nhưng lại tạo cảm giác gần gũi. Cái chiều dài cũng vừa phải. Mẹ đâu có thấy gì là quê mùa. Con thấy không, nếu mà tới ăn cơm nhà người ta thì con phải lăn xăng dọn chén đĩa, rồi lấy cái này tìm cái kia. Tới lúc đó con nghĩ cái áo đầm con đang mặc có thích hợp hay không, hay là cái áo này thích hợp hơn? Mẹ, mẹ đúng là mẹ của con nha. Mẹ lựa chọn và nhận xét đúng là tinh tế nha. Con là phải học ở mẹ nhiều lắm đó. Trời ơi, thôi đi, nên bỡ mẹ nữa hả? em nghe nè anh. Dạ. Em hả? Em đang nói chuyện với mẹ chút xíu hả? Dạ bữa nay á mẹ em có chuyện buồn dữ lắm. Tí nữa hả? Em tính đưa mẹ đi coi kịch cho mẹ thoải mái được chút xíu. Mẹ em á thích coi kịch lắm á. Dạ. Vậy thôi em hẹn anh tuần sau nha. Dạ. Em hứa là nhất định vào tối thứ bảy tuần sau em sẽ mời anh. Hả? Sáng mai hả? Chết rồi. Sáng mai hả? Em phải chở mẹ em qua nhà bà ngoại rồi. Mà anh tính sáng mai đi đâu vậy? Em ngại quá. Vậy thôi ha. Sáng mai á anh cứ đi ăn với bạn bè cho vui nha. Em không có đi cùng anh. Em chúc anh cuối tuần vui ha. Dạ em chào anh ạ. Em ơi. Dạ. Em còn cái màu nào nó rực rỡ hơn nữa không em? Dạ. Có màu đỏ không em? Dạ không. Ở cửa hàng em hết màu sặc sỡ rồi chị. Màu này hả? Mẹ, sao tự nhiên mẹ nhìn con dữ vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Hay quá ha. Lôi hết mẹ rồi tới bà ngoại ra. Con nói dối mà không chớp mắt. Còn hết thuốc chữa rồi. Mẹ à, mẹ đừng có nghĩ xa xôi quá làm gì. Mẹ cứ coi như là đó là một cách từ chối hợp lý thôi. Không có cách này thì cũng có cách khác. Chứ cũng đâu phải là chuyện gì to tát lắm đâu. Trời đất ơi. Chuyện to tát con cũng đã nói dối rồi. Con á, có chuyện gì mà con không dám làm? Mẹ thiệt là. Tại cái thằng đó hả? Suốt ngày nó cứ bám riết theo con làm gì. Bất đắc dĩ thì phải dùng mẹ ra để nói dối thôi. Mẹ, dù sao thì cũng là cấp trên mà mẹ. Con nói đúng chứ bộ. Con à. Mẹ là người sinh ra con. Không lẽ mẹ không hiểu con hay sao? Nếu mà anh ta không có giá trị lợi dụng á, thì con á cũng không hơi sức đâu mà nghĩ trăm phương ngàn kế để mà tốn chất xám nói dối với anh ta, đúng không? Bởi vậy mẹ là số 1. Con thiệt là may mắn khi có một người mẹ như mẹ đó. Mẹ rất là hiểu con. Thôi cảm ơn con nghe. Mẹ sẽ không xem đó như lời khen đâu. Giờ có ơn cái đồng đó không? Dạ con đi vô thử đồ đây. Đi đi. Tôi tin. Cười gì vậy? Anh nhớ tới cái chuyện hồi nãy. Anh không ngờ Hiền Mai lại phản ứng mạnh như vậy. Dù có xúc động cái chuyện mà mình đem cơm tới tận chỗ làm luôn, thì cũng không đến nỗi phải khóc như một đứa trẻ vậy. Em chơi với chị Hiền Mai từ nhỏ. Chị ấy là người sống tình cảm lắm. Em chỉ mong sau này chị gặp được người yêu chân thành, thật sự yêu và đem lại hạnh phúc cho chị ấy. Nếu phải đối mặt với những tiêu cực trong chuyện tình cảm hoặc bị lừa dối, chắc chị ấy sẽ không vượt qua nổi đâu. Em nói cái gì vậy? Tự nhiên cái khi không dự đoán cái tương lai đen tối cho chị Hiền Mai là sao? Ai mà dự đoán cho chị xui xẻo vậy đâu. Tại em lo quá nên nói vậy thôi. Lo cái gì? Hiền Mai là một người tốt. Có thể sẽ vất vả một chút trước cương cửa cuộc đời, nhưng mà chắc chắn Hiền Mai sẽ có được hạnh phúc trong tương lai như ý muốn của mình, đúng không? Gần đây em thường suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cứ là người tốt là sẽ hạnh phúc ha anh? Em thấy hình như không phải vậy. Anh biết có quá nhiều áp lực đè nặng trong lòng của em trong thời gian vừa qua. Nhưng nếu đó là nguyên nhân mà khiến em hoài nghi về hạnh phúc trong tương lai của chúng ta, thì anh đau lòng lắm Ngọc Quỳnh ạ. Giờ này á mà còn chưa chịu ngủ nữa hả? Để hai con mắt nó thâm đen cho mà coi. Mẹ nè. Tự nhiên con nhớ ra là mình chỉ lau quần áo với giày dép mà không chú ý tới gương mặt gì hết. Dù sao thì ngày mai anh ta cũng nhìn thấy con lần đầu tiên đúng không? Mình phải tạo ấn tượng thật đặc biệt mới được. Để ra hồi tối á, con phải đi spa mới đúng. Tự nhiên con thấy hồi hộp quá mẹ. Trời, hôm bữa mẹ thấy con tự tin lắm mà. Sao bữa nay lại thiếu khí thế dữ vậy con? Không phải đâu mẹ. Tại con chưa hiểu nhiều về anh ta nên cũng có một chút mơ hồ không yên tâm thôi. Hiểu rõ đối thủ thì mới dễ dàng chiến thắng được, phải không mẹ? Có phải đánh nhau đâu mà đi nói vậy hả cô nương? Mẹ, ngày mai á con tới nhà đó. Chắc là mình không thể nào đi tay không được phải không mẹ? Phải đem theo quà gì đó. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện đó hả? Mẹ đã đặt người ta kết một giỏ trái cây rồi. Sáng mai người ta đem tới cho. Mẹ con thật là tuyệt vời nha. Con không thể nào mà không ca ngợi mẹ được rồi. Trời. Mẹ con là số 1. Cái gì mẹ cũng suy nghĩ thấu đáo và tính trước được hết mọi chuyện. Con khâm phục mẹ quá à. Nhờ là mẹ của con á mà mẹ có nhiều kinh nghiệm quý giá lắm đó. À quên nữa nè, mẹ có này cho con nè. Gì vậy mẹ? Mở ra xem đi. Wow. Hồi tối á mẹ chạy vòng vòng quanh mấy cái tiệm bán đồ trang sức coi có gì đẹp không mẹ mua. Đẹp thấy quá. Thấy sợi dây này đẹp quá nên mẹ mua cho con đó. Sao tự nhiên mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy? Mẹ làm con lo quá nha. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Trực giác của mẹ cho thấy cuộc gặp gỡ của con với con trai chủ tịch tập đoàn sẽ trở thành một cái mốc rất quan trọng trong cuộc đời của con. Mẹ muốn con phải có một sự chuẩn bị thiệt tốt và càng phải có tự tin. Nè, mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi đó. Nếu như con đứng trước mặt người khác mà con bị thua thiệt á, mẹ sẽ cảm thấy rất là ấm ức. Con phải làm thật tốt nghe chưa? Phải nỗ lực hết mình và làm được tất cả những gì mà con muốn. Khi nào con cảm thấy quá sức thì con có thể dừng lại. Đừng bất chấp tất cả mà bước qua nha con. Mẹ đừng có lo, con nhất định sẽ làm được mà. Bởi vì con là con gái của mẹ đó. Rồi, được rồi. Đưa mẹ xem con có đẹp không. Đẹp không mẹ? Đẹp lắm. Nè, ăn miếng cháo đi con. Lại còn như vậy nữa. Sao con không nghe mẹ con nói gì hết vậy? Đây cũng là chuyện nên làm mà con. Chắc là có khách tới rồi đó. Khách khứa tiệc tùng. Vũ cũng biết con ghét nhất là chuyện tiệc tùng mà. Mẹ của con á cố tình kêu Vũ lên đây thuyết phục con đúng không? Nè, Vũ đừng để cho mẹ con lo Vũ làm bình phong vậy nữa. Vũ xin lỗi nha. Vũ phải nói với con một câu đây nè. Là con thôi đi. Bộ con tưởng một người mẹ để người khác làm bình phong cho mình, khi đối diện với đứa con mà chính mình sinh ra là cảm thấy sung sướng lắm hay sao? Dạ con xin lỗi Vú. Người con cần xin lỗi á không phải là Vú. Vú không chăm sóc và yêu thương con như con ruột, để con sống cố. Để Vũ ra mở cửa. Dạ, mời bà. Dạ, chào cô. Mẹ. Vũ ơi. Vũ đây đưa cho Vũ. Dạ. Con thông cảm. Chắc là Hoàng Anh nó không có nhớ đâu. Hoàng Anh à, đây chính là người đã cứu con. đã đưa con vào bệnh viện. Khi mà thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tên cô ấy là Kim Yến. Dạ mẹ à, con xin lỗi nhưng mà hình như cô ấy không phải là người đã cứu con.